Vậy nhưng thực tế cuộc sống, nhiều người Việt chúng ta lại rất khát tiền, thèm tiền. Và có rất nhiều người Việt kiếm tiền bằng mọi giá, đánh đổi cả danh dự, cả liêm sỉ để có tiền. Sự kiếm tiền nào độc ác hơn là kiếm tiền trên sức khỏe và mạng sống của đồng bào mình. Chúng ta hãy cùng xem là một ngày biên tập viên của chúng tôi đã đối diện với những điều gì. Mời quý vị xem một clip Một Ngày của Ngọc. Công thức chép bằng tay: đông bằng gáo, đựng bằng xô, treo đầu dê bán sữa tắm. Alo. $600,000 một chiếc iPhone mới tinh. Hãng Apple có nằm mơ cũng không ngờ iPhone được mua rẻ như thế. Nhưng đó là iPhone 3.0. Không thể nghe, không thể gọi, không thể kết nối mạng. Treo iPhone, bán táo giả. Tẩy trắng siêu tốc, không kích ứng da, xuất xứ từ Hàn Quốc. Tin quảng cáo, người dùng kem đã phải đến khám ngay bác sĩ. Bác sĩ còn kê đơn thuốc nặng hơn và toàn là những đơn thuốc mà có khả năng là gây vô sinh hoặc là gây dị tật thai nhi, quái thai thì mới chữa được cái chất độc. Có những loại nào? Nói là không có. Bao nhiêu tiền? Từ 1,5 triệu tới 200 triệu. Người làm yến huyết đã tiết lộ bí quyết. Mình sẽ đào một cái hố, mình cho vào cái hố đó và ủ phân hữu cơ lên. Mình ủ khoảng cỡ 2 tháng là tổ yến sẽ chuyển sang màu hồng. Thịt trâu đông lạnh được nhập về với giá gốc khoảng 40.000 đồng 1 kg. Qua nhà phân phối, qua tay tiểu thương, khi đến được tay người tiêu dùng, thịt trâu đã tăng giá gấp 6 lần, lên tới 230.000 đồng 1 kg. Và quan trọng hơn, thịt trâu đã thay tên đổi họ để biến thành thịt bò. Với 38.000 tấn thịt trâu nhập khẩu, người tiêu dùng đã bị móc túi tới 5.700 tỷ đồng. Mỗi tờ khăn giấy ướt giả kém chất lượng chứa tới 3,1 triệu con trực khuẩn mủ xanh. Cũng theo kết quả kiểm nghiệm thì số trực khuẩn mủ xanh trên mỗi tờ khăn giấy ướt có thể giết chết 31.000 con chuột nhắt. Mỗi ngày bạn dùng bao nhiêu khăn giấy ướt như thế này? Đổ 100 lít xăng, khách hàng chỉ nhận được có 94 lít. Tất cả là nhờ vào con chip gian lận. Một cây xăng gắn chip có thể ăn gian tới 6.000 lít xăng mỗi tháng. Và có hơn 500 cây xăng vi phạm trong năm 2015. Sẽ có một chương trình, được gọi là chương trình các bác không cần phải làm gì hết. Không cần phải làm gì hết mà cũng có tiền. Money, 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 must be funny in a rich man's world. Money, 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 always sunny in a rich man's world. Một ngày của chị Bích Ngọc thì bị bủa vây bằng biết bao nhiêu sản phẩm giả, bẩn, kém chất lượng như thế đấy. Còn mọi người thì sao ạ? Các anh chị đang nghĩ gì? Tôi thì vốn là một người thích uống cà phê, nhưng mà kể từ khi sau khi xem cái bản tin chống buôn lậu hàng giả bảo vệ người tiêu dùng thì thực sự tôi có một cái cảm giác buồn nôn khi mà ngửi thấy những cái thứ mùi hương như vậy. Bởi vì nhìn cái công nghệ làm giả cà phê thì nó quá là kinh khủng. Còn tôi thì tôi chưa hết thấy dùng mình khi mà nghĩ đến câu chuyện thịt xác ướp.
thịt bò đông lạnh ở Trung Quốc có tuổi đời hơn 40 năm. Tôi thì thích ăn canh măng gà, nhưng mà từ khi xem Chuyển động 24 giờ thấy người ta phát hiện ra chất vàng ô, cái chất mà dùng để chát lên tường, cái chất mà có thể gây ung thư để ngâm măng và cho vào thức ăn cho gà ăn, thì tôi không dám ăn cái món canh đấy nữa. Không hiểu Tết này mà không có canh măng gà thì sẽ như thế nào. Tôi nghĩ là những ai mà thích ăn các cái món chiên xào như tôi ấy, nếu mà nhìn thấy những hình ảnh như này thì chắc hẳn không bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ ăn những cái bánh rán hay là phở xào nữa. Những cái món mỡ mà nó bẩn mà nó bầy hầy như vậy người ta cũng mang đi mà chiên nấu cho người khác ăn được. Sau khi nhìn thấy những hình ảnh này ở trên bản tin tài chính kinh doanh thì tôi nghĩ rằng chắc là mình phải tẩy chay với các món ăn đường phố thôi. Nếu mà quý vị nhìn cái cách người ta chế biến thịt bò khô từ hổi lợn như thế này thì quý vị có dám ăn không ạ? Tôi thì tôi không dám ăn đâu, nhưng mà thực ra là tôi cũng không có cách nào để phân biệt được. Tôi thì thấy sốc khi mà nhìn thấy cái công nghệ làm ra giấy vệ sinh chỉ từ rác. Và chắc chắn thì đây không thể gọi là giấy vệ sinh được, mà phải gọi là giấy rất mất vệ sinh. Những đồng nghiệp của tôi, các phóng viên của bản tin Chuyển động 24 giờ có kể cho tôi nghe câu chuyện về rượu giả. Người ta lấy nước lã pha với cồn và thế là thành rượu. Bao nhiêu người đã bị ngộ độc vì rượu giả, thậm chí có rất nhiều người đã thiệt mạng vì rượu giả. Thật là khủng khiếp. Thưa quý vị, tôi và quý vị, mỗi người một nghề. Nhưng dù là nhà báo hay là công nhân, dù là bác sĩ hay là doanh nhân thì cũng đều phải ăn, uống, mặc, ở. Từ khi phát sóng chương trình này đến bây giờ là 2 tiếng đồng hồ. Quý vị biết không, trung bình 2 tiếng có 30 người Việt Nam chết bởi bệnh ung thư. Một con số tàn nhẫn đến rợn người. Bao giờ người Việt mới thôi độc ác với nhau? Đó là câu hỏi trăn trở của không biết bao nhiêu người có lương tâm. Và dường như đến thời điểm này họ vẫn đang bất lực. Làm thế nào để con người biết yêu nhau, thương nhau hơn? Đơn giản vậy thôi, nhưng nó quyết định vận mệnh của cả một dân tộc, quyết định số phận của cả thế giới này. Người nông dân chỉ cần thương người tiêu dùng một chút thì đã không nhẫn tâm tưới thuốc độc lên rau củ quả để đào huyệt chôn đồng bào mình và chôn sống chính mình. Các quan chức chỉ cần bớt lãng phí một chút thôi, sẽ có thêm bao nhiêu bệnh viện được xây dựng, bao nhiêu đứa trẻ được đến trường. Con người chỉ cần tôn trọng thiên nhiên thêm một chút sẽ giảm đi những trận động đất, giảm đi bao cơn bão. Nhiều ngôi làng sẽ còn nguyên vẹn, nhiều sinh mạng sẽ không bị cướp đi một cách oan uổng. Thận trọng một chút thôi, thì những cuộc chiến tranh chưa chắc đã được ấn nút. Và hàng chục triệu con người có cơ hội sống, hàng chục triệu con người không phải tha hương, hàng chục triệu đứa trẻ được yên ấm trong vòng tay cha mẹ. Bớt thù hận đi một chút thôi, chưa chắc đã có Al-Qaeda, IS. Hiểu sâu thêm một chút thì sẽ thấy tôn giáo nào cũng dạy cho các môn đồ sống tử tế, yêu thương. Thế giới này không bao giờ là phẳng. Tác giả của cuốn sách Thế giới phẳng cũng đã phải thừa nhận thế. Nhưng thế giới đôi khi được làm phẳng chỉ bằng một cái cúi đầu xin lỗi hay là một nụ cười thân thiện. Và đôi khi thế giới được làm phẳng bởi chỉ một từ thôi. Hello, tôi có thừa. Xin chào.